Xin chào các hảo huynh đệ, còn nhớ tôi chứ? Ơ kìa, vừa mới mấy chục năm trước, cái hồi còn đeo khăn quàng đỏ ấy, chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau trên đường đời và kết nghĩa tại cột mốc mang tên Bỏ Nhà Đi Bụi hay sao? Các hảo huynh đệ quên nhanh quá. Ta đã từng mơ tưởng đến một cuộc sống tự do, không phải nghe những lời mắng nhiếc từ bố mẹ, quy tắc sống do ta tạo nên, phiêu diêu tự tại, ngầu đét như các đại hiệp trong phim trường. Chắc chắn hình mẫu lý tưởng của anh em lúc bấy giờ chính là Nobita, người có thâm niên đi bụi chỉ xếp sau số lượng bài kiểm tra trứng ngỗng. Mà phải công nhận một điều rằng, chính mấy tập truyện bỏ nhà của Doraemon là một phần nguyên nhân thúc đẩy anh em mình hành động ấy nhỉ. Xin chào các bạn, lại là tớ, Hải Hỏi Chấm đây. Nhân tiện bàn về việc bỏ nhà, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tổng hợp những hành trình đi bụi huyền thoại không ngừng thất bại của Thánh Ăn Hại Nobita, đồng thời rút ra bài học sau cái ý tưởng nổi loạn này nhé. Nếu thấy hay, hãy like, đăng ký kênh và đừng share cho bạn bè hay bố mẹ, kẻo bị chọc quê thì tôi ngại dùm. Ok, vào việc thôi. Theo cuốn Đại Từ Điển Doraemon, ở bí mật số 36 có tiết lộ, trong 45 tập truyện ngắn và bộ truyện dài, Nobita đã bỏ nhà đi bụi tổng cộng 6 lần. Trong đó, 5 lần với lý do là bị bố mẹ mắng, lần còn lại thì lý do cực kỳ đáng ngưỡng mộ, muốn sống tự lập bằng chính sức của mình. Tất nhiên là đi kèm với bảo bối của Doraemon. Không, không thể nào ít như thế được. Phải tính cả những lần nhen nhóm ý định của Nobita nữa chứ. Nhen nhóm thì sẽ dẫn đến hành động, đúng chưa nào? Bây giờ, Hải sẽ chứng minh cho các bạn thấy số lần bỏ nhà ra đi của Nobita gấp đôi số 6 luôn. À này, bạn có thể mua ngay cuốn Đại Từ Điển, truyện tranh hoặc đồ chơi Doraemon ở phần mô tả của video này đấy. 1. Cửa buồng không tồn tại. Nếu tính từ series Doraemon 1979 trở đi, thì đây là lần đầu tiên Nobita thực hiện ý tưởng táo bạo của mình. Trong tập Cửa buồng không tồn tại, Nobita hạ quyết tâm sẽ sống tự lập, biết rằng thuê chung cư rất đắt đỏ, không ăn bám bố mẹ thì chi phí sinh hoạt cực tốn kém, nên cậu ta ép buộc bản thân phải tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho ngày đó. Mục tiêu cao cả như thế, làm sao Doraemon không tán thành cho được? Mèo ú còn nhiệt tình cho mượn bà bối cửa buồng không tồn tại. Chỉ cần gắn cánh cửa này lên tường, một căn hộ đầy đủ nội thất sẽ xuất hiện. Gỡ nó ra thì bảo bối cũng biến mất nên tuyệt đối an toàn. Thời gian đầu sướng phết đấy, chẳng lo bị mẹ sai vật hay bắt đọc bài, lại còn được flexing với các bạn. Thế nhưng cuộc sống ở chung cư cũng rắc rối không kém. Bạn bè ghé chơi thì bị hỏi thăm đủ kiểu, hàng xóm thì cãi nhau om sòm. À thì nguyên nhân đều từ Nobita mà ra. Quan trọng hơn hết, Nobita luôn đau đáu liệu mẹ có đang lo lắng cho mình hay không. Cậu muốn được thấy sự hốt hoảng, hối hận của mẹ. Nhưng thực tế đã vả một cú tát phũ phàng, mẹ còn chẳng biết thằng con mình đã bỏ nhà cơ. Cuối cùng, Nobita phải chuyển căn hộ của mình về chính ngôi nhà, chờ một ngày được mẹ chú ý. 2. Khách sạn rễ cây. Hải cực kỳ thấu hiểu cảm xúc của Nobita trong tập phim này, vì Hải cũng đã từng kéo đám bạn về nhà chơi đấu vật ở trên tầng 2, rồi bị mẹ quát trong một trận. Khi đi giao bánh cho anh họ Goro, Nobita được tận mắt chứng kiến thiên đường của người tự lập. Mặc dù hơi bừa bộn lộn xộn, nhưng cực kỳ thoải mái. Cảm hứng trỗi dậy, cậu quyết tâm bày tỏ ý định của mình, và tất nhiên là bị ăn chửi SML. Để giải quyết vấn đề này, Doraemon cho mượn bảo bối khách sạn rễ cây. Sau khi cắm xuống đất, cái rễ sẽ phát triển thật sâu và phình to thành những căn phòng chỉ trong 10 phút. Mỗi căn phòng được thông với nhau bởi đường hầm, cách âm tuyệt đối nên tiếng hát của Chan hay tiếng đàn của Sasuke cũng không thể lan truyền được. Khác với tập trước, lần này Nobita đã quyết tâm ở lại, nhất quyết không về nhà. Bản lĩnh thì có đấy, nhưng đói thì ứ chịu được. Nobita cứ đi lang thang rồi bị lạc đường. Nhờ mùi thơm từ món cà ri của mẹ, cậu mới chui được tới phòng bếp. Pha này phải gọi là quá may mắn, vì chỉ cần ở dưới khách sạn rễ cây qua đêm thôi, Nobita sẽ bị chôn sống cùng đống đồ đạc luôn. Tưởng tượng thấy hãi thật sự. 3. Xây dựng lại khách sạn đổ nát. Cái tên Doraemon này thật vô tình hết sức. Thấy người ta dỗi bố vì không xin được tiền tiêu vặt, khăn gói bỏ nhà mà chả níu kéo gì cả. Đã thấy anh đây làm thật luôn. Đúng lúc trời đổ cơn mưa, Nobita chủ dưới hiên một khách sạn thì bị ông chủ lôi kéo như con. Khách sạn này có lịch sử 300 năm từ thời Edo. Tuy hơi cũ nhưng được cái bẩn, thang máy thì hỏng, điện thoại bị cắt, tắm rửa cũng chẳng có nước. Hỏi ra mới biết, tình hình kinh doanh của khách sạn gần đây rất ế ẩm. Mọi dịch vụ đều bị cắt vì không đóng tiền. Ông ba cũng chẳng có đồng nào để tu sửa. Gặp người hoạn nạn, chắc chắn Nobita sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Cộng thêm tác dụng bảo bối của Doraemon, khách hàng kéo đến nườm nượp khiến ông chủ đầu tắt mặt tối, phục vụ không xuể. Hỗ trợ đắc lực nhất phải kể đến công lao của thuốc viên như ý. Khách hàng chỉ cần cắn một viên thì muốn nước tắm có nước tắm, muốn bít tất có bít tết luôn. Điều đặc biệt cuối cùng mà đôi bạn thực hiện cho ông bác đó là kéo người con trai chuyên bỏ nhà đi bụi trở về với gia đình.
mặc dù tập phim không tập trung vào hoạt động bỏ nhà của Nobita, nhưng đã thành công dạy cho cậu một bài học đáng nhớ. Nhớ tới khi nào quên thì thôi. 4. Nobita bỏ nhà đi bụi. Tiếp tục với những phàn nàn thường ngày của bà Nobi về ông con, nhưng tăng thêm một level khi cái mỏ hỗn của Nobita dám nói rằng chẳng ai thèm ở cái nhà này. Kết cục là khiến mẹ tức giận và đuổi thằng cổ. Nobita mềm máu thu xếp đồ, dặn Doraemon đừng ngăn cản mình, rời đi trong cơn mưa tầm tã. Và rồi ý định bỏ nhà dần chuyển hóa thành kế hoạch dọa nạt mẹ, vì Nobita cần ăn tối và xem chương trình TV nữa. Cái nết này chỉ có Doraemon chịu được thôi. Mẹ U lấy ra khẩu súng laser kéo giãn thời gian. Ai bị bắn trúng thì thời gian của người đó sẽ bị chậm đi 6 lần. Sau khi áp dụng lên mẹ, Nobita yên chí đi bụi part time. Chắc tại bước chân trái ra khỏi nhà nên cậu gặp phải Chan và trở thành idol của tên mập, vì Chan có nằm mơ cũng không dám bỏ nhà đâu. Nhờ sự giúp đỡ của hai thằng bạn chỉ cốt, Nobita có chỗ ăn chỗ ngủ. Cậu theo dõi nhất cử nhất động của mẹ. Trải qua gần 6 tiếng không thấy con trai, bà Nobi bắt đầu hoảng loạn, khóc lóc gọi chồng, thậm chí đi báo cả cảnh sát. Chứng kiến sự lo lắng của mẹ, Nobita rất hài lòng, nhưng Chan và Suno nhất quyết giữ cậu lại để support đến cùng. Kết quả là sau 3 tiếng, tức 18 tiếng với mẹ, Nobita mới trở về nhà. Cứ tưởng sẽ bị dần trong một trận, ai ngờ bà Nobi lại ôm chặt cậu vào lòng mà khóc nức nở. Tuy đôi lúc bố mẹ có nặng lời, nhưng không bao giờ ngừng quan tâm con cái. Mong các bạn sẽ ghi nhớ điều này nhé. 5. Nhánh cây tầm gửi. Có bạn nào nhờ đọc tập truyện này mà mới biết đến cây tầm gửi không nhỉ? Hồi xưa, vườn nhà ba tớ có cây bưởi phủ đầy tầm gửi. Lên lớp học đúng bài này nên nhớ như in luôn. Tập phim vẫn bắt đầu với cái mỏ hỗn của Nobita, dám yêu cầu mẹ bỏ cà rốt khỏi món cà ri. Mẹ tức quá, mới mắng là ăn thì ăn, không ăn thì... Cút mẹ mày đi! Máu bỏ nhà lại sôi sùng sục. Vừa hay vừa được bảo bối nhánh cây tầm gửi do bách hóa tương lai gửi nhầm địa chỉ, Nobita mang đi triển khai luôn. Chỉ cần cắm nhánh cây tầm gửi thì ngôi nhà đó sẽ cho ta ở miễn phí. Nobita trải nghiệm rất nhiều cuộc sống khác nhau. Cậu ta còn cả gan kéo Shizuka vào biệt thự của đôi vợ chồng giàu có để trú mưa. Khách VIP mà, nên được đối đãi chu đáo lắm. Shizuka thì rụt rè, còn Nobita tự nhiên như ruồi, còn đòi cả một phòng riêng để nghỉ ngơi rồi lăn ra ngủ. Trời vừa tạnh mưa là Shizuka chuồn luôn. Ở đây không có tivi nên Nobita cũng về nhà để xem hoạt hình. Mẹ thấy ngứa mắt quá nên mắng tiếp. Nobita bực bội khăn gói bỏ nhà ngay trong đêm. Thế quái nào, vừa vào đã bị ông bà chủ nhà đá đít tống cổ. Hóa ra nhánh cây tầm gửi đã bị Doraemon tịch thu. Giờ thì biết ăn nói sao với bố mẹ đây trời. 6. Nobita cũng trở thành thiên tài sao? Lần bỏ nhà thứ 6, chúng ta sẽ đổi gió sang tập truyện tranh chưa được chuyển thể thành anime. Hay có anime rồi mà mình chưa tìm ra nhở? Các bạn xem nội dung rồi check lại giúp Hải với nha. Trong tập Nobita cũng trở thành thiên tài sao, truyện ngắn số 32, vẫn là màn tra tấn lỗ nhĩ của mẹ. Lần này mẹ tập trung đánh vào bộ não lười vận động của ông con. Nghe chửi xong mệt bở hơi tai, tiện có cái phi thuyền cứu nạn của Doraemon, Nobita chui vào và nhấn nút để đi bụi ngoài vũ trụ. Con tàu đáp xuống một hành tinh giống hệt trái đất, khiến Nobita lầm tưởng mình vẫn đang ở quê nhà. Sáng hôm sau, khi đang làm bài kiểm tra toán, Nobita giật mình vì đề thi dễ thế này mà thấy kêu là cực khó. Trong các tiết học khác, cậu cũng trả lời đúng toàn bộ câu hỏi của giáo viên. Ít quá là đẳng cấp luôn. Bạn bè tung hô, mẹ mừng rơi nước mắt vì con điểm 100. Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng. Đang suy nghĩ về những điều kỳ lạ thì Nobita phát hiện một Nobita khác đang loay hoay giữa nhà. Hóa ra đây là một hành tinh song song với trái đất. Điểm khác biệt duy nhất là giáo dục. Trên hành tinh này, cấp 1 chỉ học phép cộng và phép trừ, cấp 2 học phép nhân và cấp 3 học phép chia. Còn ở trái đất thì cấp 1 đã phải học đủ 4 phép rồi. Với trình độ của mình, Nobita được quyền gáy và truyền cảm hứng cho Nobita kia, dặn cậu ta phải chăm chỉ học hành để trở thành thiên tài như mình. Thế nhưng khi về lại địa cầu, Nobita vẫn cậy mình là thiên tài nên không cần học nữa, cứ nằm gần giấc ngủ trưa thôi. Đấy, mẹ mắng có lọc câu nào vào đầu đâu. 7. Nobita bỏ nhà ra đi. Sau khi xem tập 1766 của series Doraemon 1979, mình cảm thấy được chữa lành vô cùng và đồng cảm với Nobita hơn là chê bai. Chuyện là Nobita vừa hoàn thành công trình đan dây hình mặt mẹ, hí hửng đem khoe thì gặp đúng lúc mẹ đang mắng bố cứ nuông chiều làm hư con. Đang có đà, mẹ gật phăng thành quả của Nobita, phê phán nó là trò vô bổ, khiến Nobita uất ức chạy khỏi nhà và thế sẽ không bao giờ trở về nữa. Sau khi biết chuyện, Chan và Suno đã ủng hộ hết mình, còn làm một căn nhà bằng bìa cứng ở trên núi cho cô bạn chú ẩn. Trời tối, sợi dây mà bà nội tặng bị đứt khiến Nobita quyết định trốn về quá khứ để tâm sự với bà. Cậu một mực nghĩ rằng mẹ chẳng quan tâm tới mình, trong khi bà Nobi lo đến nỗi chẳng thể nấu cơm tối và phải ngồi xuống xem lại bản thân cùng với ông bố. Nhớ ngày xưa,
Chỉ một khoảnh khắc Nobita biến mất khỏi tầm mắt là mẹ đã hoảng hốt khóc òa lên rồi. Dù Nobita có lớn lên thì tình cảm của mẹ vẫn vậy. Nhờ lời khuyên của bà nội và đặc biệt là hành động gắn kết của ông Nobi, Nobita và mẹ đã trở lại yên bình và thấu hiểu cảm xúc của nhau. Tập phim hay như này mà chưa xem thì tiếc lắm đó nha. 8. Cây gậy ẩn thân. Nhìn cái mặt mếu này là Doraemon biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu rồi. Năm nào mà chả có ý định bỏ nhà vài lần. Căn bản là còn phải xem hoạt hình và ăn cơm tối nữa, nên Thành Nô yêu cầu bảo bối nào đó có thể bỏ nhà mà không phải ra khỏi nhà cơ. Nhức nhức cái đầu rồi đấy nhá. May là có cây gậy ẩn thân này. Dựa vào hiện tượng khúc xạ ánh sáng, bảo bối sẽ giúp người cầm nó trở nên vô hình. Công dụng tuyệt vời như thế thì việc Nobita đi xa dần mục tiêu bỏ nhà cũng là điều dễ hiểu. Cậu ta dùng nó để trêu chọc hết người này đến người khác, ngay cả thầy giáo cũng không tha. Cuối cùng, do bảo bối hết pin mà không để ý, Nobita đã sa vào bẫy của nhóm Doraemon và bị trừng trị thích đáng. 9. Nobita ở đảo hoang. Để lấy lại cảm xúc sau lần đi bụi chán ngắt vừa rồi, chúng ta sẽ đến với hành trình bỏ nhà đáng xem nhất của Nobita. Mở đầu như nào thì các bạn thừa biết rồi đấy. Ngay trong đêm, Nobita ôm một đống bảo bối bỏ nhà ra đi. Vì thành phố có quá nhiều nguy hiểm và cản trở, Nobita quyết định bay một mạch ra khơi và tìm thấy một hòn đảo hoang. Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu đống bảo bối kia hữu dụng. Toàn mấy thứ tào lao nên Nobita không có thức ăn và nước uống. Cũng may, cậu biết dùng bộ não và sử dụng bảo bối theo cách khác, nhờ đó mà tồn tại qua ngày. Trong suốt quãng thời gian 10 năm, ngày nào Nobita cũng ngóng trông Doraemon tới đón. Tớ cực kỳ sốc khi nghe Nobita có thể chịu đựng lên đến 10 năm. Đạo diễn phóng đại hơi quá rồi đó nha. Nhờ tín hiệu SOS từ bảo bối mà Doraemon mới biết vị trí để tới đón cậu bạn về. Với cơ thể lớn tướng này, Nobita không thể sống ở hiện tại mà phải quay về quá khứ, đúng thời điểm bỏ nhà đi, dùng khăn trùm thời gian và hóa nhỏ trở lại. Nếu phân tích kỹ thì tập phim này có khá nhiều điểm lấn cấn. Nhưng mà thôi, tập trung vào hành trình bỏ nhà của Nobita đi nào. Sự kiên trì của cậu ta thật sự đáng nể đấy. 10. Nước Nhật thời nguyên thủy. Những lần đi bụi trong tập ngắn đã hết, giờ đến lượt tập dài nhé. Hành trình bỏ nhà đầu tiên của Nobita trong phim điện ảnh là Movie 10, Nước Nhật thời nguyên thủy. Khoan đã, không chỉ Thành Nô mà nguyên nhóm bạn đều gặp vấn đề với gia đình, nên cả bọn quyết định kéo nhau về thời nguyên thủy, sống cho thoải mái. Tại đây, họ làm một căn hầm trên sườn núi cao, đầy đủ các phòng và tiện ích. Vấn đề thức ăn cũng được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Sunio xử lý đâu ra đấy. Lại còn có đám thú cưng bầu bạn do Bộ trưởng Chăn nuôi Nobita sản xuất nữa chứ. Quả là một nơi lý tưởng để đi bụi. Nhưng các bạn vẫn biết nghĩ cho bố mẹ, nên đã quyết định chỉ đến đây chơi vài tiếng trong ngày rồi lại trở về với gia đình như bình thường. Đi bụi kiểu mới này cũng tuyệt vời đấy nhỉ. 11. Vương quốc trên mây. Trong tiết học về tầng khí quyển, Nobita đã thắc mắc một câu khá ngớ ngẩn rằng trên mây có tồn tại thiên đường không? Dù bị bạn bè trêu chọc, nhưng cậu vẫn tin mình đúng. Nobita đến thư viện và mượn một loạt sách thần thoại, tiểu thuyết, truyện cổ tích để chứng minh quan điểm của mình. Chỉ đến khi Doraemon cho xem mình chụp vệ tinh, thì ông cháu mới chấp nhận buông bỏ suy nghĩ viển vông. Nobita sợ quê với các bạn nên không dám đi học, quyết chí bỏ nhà, vĩnh biệt trái đất để lên thiên đường. Khi đang bay thì chăm chăm che hết pin, cậu rơi bịch xuống và nhận ra mình có thể đứng trên đám mây này. Hóa ra là bảo bối của Doraemon. Và như thế, Vương quốc trên mây ra đời. Nội dung tiếp theo ra sao, mời các bạn xem phim nhé. Hoặc ghé qua video phân tích Hải đã làm trên kênh. Tâm huyết lắm đấy, đảm bảo hay. 12. Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ. Kết thúc video này, lần đi bụi thứ 12 gọi tên Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ. Đây là pha bỏ nhà hề hước nhất theo đánh giá của tớ. Vì Nobita quá lạm dụng cô máy giấc mơ mà không chịu sống đúng thực tế, Doraemon đã từ chối cho mượn và còn mắng mỏ một trận. Nào ngờ, Nobita bỏ đi không một lời thông báo. Mãi đến tối, cậu ta vẫn chưa về, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Doraemon mỏ lên núi với nỗi ân hận. Ân hận vì đã nặng lời với Nobita. Ân hận vì đối xử tàn nhẫn với cuộc đời vốn đã quá bất công của cô bạn. Mèo U hứa sẽ cho Nobita mượn bảo bối nếu cậu chịu trở về nhà. Chỉ đợi có thế, Nobita mỏ ra, úp giọt luôn. Hóa ra là ông tướng này trèo lên cây ngủ để mong tìm lại giấc mơ đẹp tối qua. Vô tình ngã xuống đất thì mới biết trời đã tối mất rồi. Doraemon kiểu, mẹ, cay thật chứ. Và đó là tổng hợp 12 lần bỏ nhà đi bụi của Nobita trong Doraemon. Uy tín chưa? Đúng gấp đôi so với thống kê của đại từ điển nhá. Cũng có khả năng xảy ra thiếu sót, nên nếu bạn nào phát hiện thêm thì bình luận đóng góp cho Hải với nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này. Đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn chuông để ủng hộ Hải vào chấm nha. Bật mí xíu, video tiếp theo sẽ xoay quanh thị trấn của Nobita đấy. Tao mau dần đi là vừa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nice.